Còn gì giờ đây em sao nhớ thương đầy vơi, mộng tình còn trong tim hay chết theo ngày tháng. Còn nhớ mai hôm nào lời trao nhau ban đầu, ai nỡ quên tình nhau. Đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu, đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình vỡ. Vì đã chót yêu rồi thì xin ghi đôi lời, dù xa cách phương trời. Các bạn thân mến, tôi biết là tâm lý của phần lớn anh em khi đi mua những dòng loa bãi thì chúng ta hay đắn đo. Chúng ta hay nghĩ rằng những dòng loa đến từ những thương hiệu nổi tiếng thường khá là đắt đỏ. Chúng ta sẽ phải bỏ ra một khoản tiền rất là lớn để đầu tư một dàn máy karaoke. Nhưng trái với tất cả những tư duy đó, ngày hôm nay tôi sẽ tiếp thị đến các bạn những cặp loa bãi hàng xịn của những thương hiệu nổi tiếng Mỹ, Anh và mức giá chỉ vài triệu đồng cho đến mức giá dưới 20 triệu đồng. Vậy cụ thể như thế nào? Xin mời các bạn cùng dõi theo. Tất cả những yêu cầu về mua sắm hay tư vấn phối ghép, các bạn nhớ gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số điện thoại đang hiển thị trên tấm biển. Các bạn nào có nhu cầu về sửa chữa những thiết bị audio của gia đình, hãy gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Và hiện nay thì các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp hay những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Các bạn thân mến, như tôi vẫn nói với các bạn rồi, hát karaoke ngoài thú vui đó là sự giải trí thì các bạn nhớ đó là một trong những cái phương pháp để tập luyện và rèn luyện cho sức khỏe của cái hệ hô hấp. Thì các bạn biết rồi, chương trình hôm nay thì tôi sẽ nói về những cặp loa JBL của Mỹ và những cặp loa DK đến từ Anh Quốc chính hiệu để cho các bạn có thêm sự lựa chọn. Các bạn thân mến, nếu như bên tay trái các bạn đang nhìn thấy những cặp loa JBL thì bên tay phải các bạn đang nhìn thấy những cặp loa DK đến từ Anh Quốc. Vậy người đẹp của Mỹ và người đẹp của Anh Quốc có sự khác biệt nào không? Xin mời các bạn cùng dõi theo. Các bạn thân mến, nếu như nói về những dòng JB thì đây là những sản phẩm của Hackman. Hackman là một cái thương hiệu rất là lớn rồi, sản xuất đẩy crowd rồi các dòng loa JBL từ các dòng sân khấu biểu diễn cho đến những dòng loa karaoke trong gia đình và những dòng loa nghe nhạc chuyên nghiệp thì các bạn đã biết quá sâu rồi, có lẽ tôi cũng không cần phải trình bày nhiều. Các bạn thấy thì hiện nay JB thì có những dòng sản phẩm xuất phát từ Mỹ, sản xuất tại Mỹ đấy, và sản xuất tại Mexico và sản xuất tại Trung Quốc. Dù sản xuất tại bất cứ quốc gia nào thì nó đều tuân theo một cái chuẩn chung, đó là cái chất lượng toàn cầu. Thì các bạn đang nhìn thấy trước mắt đó là những cặp loa JBL TR125 Made in USA sản xuất tại Mỹ. Đây là những cặp loa sử dụng hai đường tiếng với một bát 40, một mid chép kèn. Đây là cặp loa có sử dụng hai phân tần, một phân tần chuyên để phụ trách cho tiếng bát và một phân tần phụ trách cho cái tiếng chép. Các bạn thân mến, đây là một trong những dòng loa để các bạn có thể tìm hiểu kỹ ở trên Google, có rất nhiều anh em bán rồi. Thì tôi đã quay lưng một chiếc lại. Thì trước hết nói về cấu trúc đã, các bạn thấy đây là dòng loa hai đường tiếng này. Bốn góc của nó thiết kế rất là quen thuộc của JB. Đấy, bo bốn góc tạo ra cái sự vững chãi. Và toàn thân bọc simili, các bạn nhớ nhé, toàn thân bọc simili toát lên cái sự vững chãi và sự sang trọng, bề thế. Và các bạn thấy những cặp loa như thế này, chắc chắn trước mắt các bạn thì các bạn cũng đang hỏi thùng xốp ở đâu. Thì xin thưa các bạn, đây là loa bãi không có xốp đâu. Đẹp đến mức độ sửng sốt như vậy. Và đây là tay sách. Và đây này, các bạn nhìn kỹ vào cho tôi. Made in USA. Đấy, rất là rõ nhá. Ở dưới cùng ấy, Made in USA, tức là sản xuất tại Mỹ. Để đảm bảo những cặp loa này đến tay các bạn được đảm bảo và nó trùng lứa, trùng đôi với nhau, thì chúng tôi đã đánh số rất là thứ tự từ 1 cho đến các cặp 2, 3, 4. Và tôi chỉ có 3 cặp thôi. Xin lỗi các bạn là nói đến 4 là nó hơi nhiều. Các bạn thân mến, đây là những dòng loa bãi mà không có nhiều. Tôi có 3 cặp duy nhất thôi. Ngày hôm nay thì chú Thanh Liêm cũng đã giới thiệu các bạn trên một số video clip rồi. Và lát nữa thì các bạn nhớ đón xem video clip tôi test. Dòng JB thì có lẽ chúng ta cũng không cần phải trình bày nhiều giấy mực nữa và tốn nhiều lời làm gì. Và đây là những sản phẩm của một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới về âm thanh. Và những cặp này bắt 40, giá các bạn đang hỏi đúng không ạ? Giá 18 triệu đồng một cặp, giá chỉ 18 triệu đồng một cặp cho một trong những dòng loa nổi tiếng nhất thế giới đến từ thương hiệu JBL của hãng Hackman Mỹ. Các bạn thân mến, đó là những cặp JBL TR125, các bạn nghe không nhầm đâu, giá chỉ 18 triệu đồng thôi. Các bạn thân mến, nếu như nói về loa Mỹ thì như vậy, thì chúng ta lại nói sang bên này.
Loa Anh thì bao giờ cũng thế, bao giờ cũng đem đến cái sự đằm thắm trong cái chất âm. Nếu như cái dòng loa Mỹ thì bát chép lung linh huyền ảo, đánh theo kiểu cơ bắp, thì những dòng loa đến từ châu Âu, đặc biệt là loa Anh thì lại luôn luôn cho tiếng mềm ngọt. Đấy, tiếng rất là mềm ngọt. Và người Việt chúng ta, xin thưa các bạn là luôn luôn thích những dòng loa Mỹ, loa Âu. Đấy, trong nghe nhạc cũng như trong hát karaoke. Thế các bạn thấy hiện nay có rất nhiều những dòng loa đến từ các quốc gia khác, thuộc Tây Ban Nha, rồi rất nhiều những dòng loa đến từ các quốc gia kể cả trong Đông Nam Á, hay những dòng đến từ các nước mà các bạn biết là có cái truyền thống bề dày, ví dụ như Pháp, vân vân. Thế các bạn thấy là nó thường thường rất là đắt đỏ. Nhưng ở đây thì ta tập trung nói về những cặp DK trước mắt các bạn đây. Đây là những cặp loa DK, những dòng loa nằm, đấy, bát 25, đấy. Nhưng những dòng loa này là những cặp loa chính quốc, sản xuất made in England, tức là sản xuất tại Anh Quốc. Và mức giá giật mình chỉ 5 triệu 400 ngàn đồng, mức giá siêu cạnh tranh. Thì có nhiều bạn hỏi tôi là, bác ơi, hiện nay thì ai người ta còn bán loa nằm nữa, người ta loa ngửa, nói vui đấy, tức là loa đứng đấy. Đấy, thì tôi thưa các bạn như này, loa nằm có cái thế mạnh riêng mà loa full không bao giờ có được. Và loa full có cái thế mạnh mà loa nằm không bao giờ có được. Loa full là nó định vị vị trí âm thanh, nó hướng vào một vị trí rất là chính xác. Đấy. Nhưng cái trường âm của nó bị bó hẹp. Trường âm bị bó hẹp do cách thiết kế. Đấy. Các bạn thấy đó là lý do tại sao những cái chép của nó luôn luôn ngửa ra, luôn luôn loe ra. Đấy. Tức là để cái sóng âm nó lan tỏa. Và luôn luôn thiết kế cố ưỡn, cố phình ở phía trước ra. Đấy. Tất nhiên nó có nhiều cái phương pháp nữa, tôi đã nói các bạn rất nhiều rồi. Rồi. Thế nhưng mà những dòng loa nằm này này, do cái lợi thế của nó có thể mở rộng, các bạn nhớ nhé, nó có thể mở rộng. Cho nên là các bạn thấy đây là lý do tại sao những cái cạnh của nó luôn vát như thế này, luôn vát như thế này. Đấy. Những thằng JBL, đấy, những thằng JBL nằm này, những thằng BMB 900C 2000 1000 450 850 thì các bạn thấy luôn luôn chung cái form đó. Đấy. Chính nhờ cái form này thì các bạn thấy là cái trường âm của nó lan tỏa rất rộng. Và hiện nay thì các bạn thấy hát karaoke thì không ai muốn hướng cái vị trí, cái lời hát vào một vị trí cả. Mà ai cũng muốn là cái âm thanh của nó phải len lỏi vào mọi ngóc ngách trong căn phòng của gia đình. Đấy, đó là lý do mà các bạn thấy những dòng loa nằm luôn luôn vẫn có thế mạnh mà những dòng loa full vẫn cứ phải ghen tị. Đấy, đây là những cặp loa DK made in England. Bây giờ các bạn cùng khám phá. Trước hết thì các bạn nhìn vào đây này. Đấy, loa bát của nó các bạn thấy sử dụng từ trắng. Và đương nhiên rồi, xương đúc liền khối. Lợi thế rất là lớn là xương của nó đúc liền khối. Cho nên là sử dụng lâu năm, đánh kiểu gì thì kiểu sẽ không bao giờ có cái chuyện nó bị xê dịch xương. Và xương là cái bộ nâng đỡ toàn bộ. Cho nên nếu như chỉ cần có sự sai lệch dẫn đến vỗ nhện, dẫn đến là lệch hướng chuyển động của màng. Rất nhiều cái yếu tố nói về kỹ thuật thì tôi không muốn nói sâu vì nó động chạm đến cái nghề của rất nhiều anh em. Thì những cái này thì các bạn thấy rồi. Đấy. Tất cả đều sản xuất tại Anh Quốc nhé. Đây này. Các bạn cứ nhìn vào đây đi. Made in England. Đấy, made in England. Đấy. Made in England, sản xuất tại Anh Quốc. Đấy, chép của nó cũng là chép. Đấy, đúc liền khối. Đấy. Thế thì các bạn nhìn vào phân tần đi. Phân tần của nó thì quá gấu rồi. Và phân tần của cặp loa này nó đầy đủ dấu đỏ kiểm định xuất xưởng. Đấy. Và cái tụ của nó, các bạn nhìn thấy tụ này, chở này, đấy, cuộn cảm này, to kinh khủng. Nó đều ghi rõ ngày tháng sản xuất. Trên những dòng xịn tiêu chuẩn toàn cầu của nó thì rõ ràng rồi. Bông tiêu âm các bạn thấy đây này, đấy. Tức là các bạn nhìn vào cái thùng loa này, các bạn để ý vào cho tôi cái bông tiêu âm là một cách bố trí. Đã nói lên cái sự trau chuốt rồi. Thứ hai là phân tần. Và thứ ba là đấy, chất lượng của các driver. Các bạn thân mến, nếu như mà các bạn có kiến thức hay là có cái kinh nghiệm một chút trong việc chơi audio thì các bạn chỉ cần nhìn qua những cái cặp loa mà tôi quay thôi. Đấy, giống như mà các bạn ra ngoài mà chúng ta chỉ cần liếc mắt qua thôi là chúng ta có thể phát hiện ra rất nhiều những cái vấn đề. Ví dụ như là những cái sự vật hiện tượng của thế giới khách quan. Đấy, chúng ta dễ dàng nhận biết được cái chân đấy, và cái giả. Chân nghĩa là cái thật. Cái giả là cái giả, thì các bạn biết rồi đúng không ạ? Thì có lẽ các bạn chỉ cần nhìn qua đây là chúng ta đã phát hiện ra rất nhiều điều rồi. Bây giờ thì tôi sẽ test âm để các bạn cùng thưởng âm. Trước hết là những cặp loa JBL TR125 Bass 40 sản xuất tại Mỹ với mức giá 18 triệu đồng. Sau đó tôi sẽ test đến DK, xin mời các bạn cùng dõi theo.
Còn gì giờ đây em sao nhớ thương đầy vơi, mộng tình còn trong tim hay chết theo ngày tháng. Còn nhớ mãi hôm nào lời trao nhau ban đầu, ai nỡ quên tình nhau. Đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu, đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình vỡ. Vì đã chót yêu rồi thì xin ghi đôi lời, dù xa cách phương trời. Ôi bao năm đã cách biệt, anh ra đi vì nước Việt. Thì dù xa xôi em nhớ rằng đừng tủi sầu, làng thôn êm ấm lúc anh về để tình nhau. Vài lời gửi cho anh em chép nên bài ca, kỷ niệm một đêm mưa đêm cuối ba ngày phép. Ngồi thức suốt đêm dài thầm ghi câu sum vầy, lòng thương nhớ vơi đầy. Còn gì giờ đây em sao nhớ thương đầy vơi, mộng tình còn trong tim hay chết theo ngày tháng. Còn nhớ mãi hôm nào lời trao nhau ban đầu, ai nỡ quên tình nhau. Đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu, đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình vỡ. Vì đã chót yêu rồi thì xin ghi đôi lời, dù xa cách phương trời. Ôi duyên ta đã lỡ rồi, thôi tâm tư cạn hết lời. Mộng lòng ta mang thêm nỗi sâu hận suốt đời. Đường khuya tôi đếm bước âm thầm một mình tôi. Giờ còn bài ca yêu ai viết trao ngày xưa, bỏ lại mình tôi mang thương nhớ theo ngày tháng. Người anh yêu đâu rồi, đã chết rồi. Người anh yêu đâu rồi, người yêu em đâu rồi, tình ta đã chết rồi.